Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, ngay trước mắt quý vị và các bạn đây là một chiếc xe Mifa của hãng IFA của Đức. Và đây là một chiếc Mifa mà có thể nói là tem cũng rất là đẹp, màu xanh đẹp. Thì nhìn sơ qua thì đây là một chiếc xe cũng khá là còn nguyên bản. Và các bác có thể nhìn thấy nguyên cái tay nhựa nó vẫn còn màu thời gian. Và những cái tai hồng. Thì đây là chiếc xe của bố vợ ngày xưa đi Đức về, thời gian để qua không có đi, trước cũng bị lôi ra thay đôi lốp mới để đi, nhưng mà phải nói là xe đạp bây giờ cũng không đi nhiều, không có thời gian đi lắm. Thì nay muốn bán để giao lưu với các bạn hai chiếc. Vâng, ông bà này sẽ đi Đức để có được hai chiếc. Thì chiếc này cũng nói chung nước sơn so với cái thời gian thì khá là ok. Vâng, các bác có thể nhìn qua, nhìn tổng thể qua. Vâng. Và ngay bên cạnh đây là cũng là một chiếc màu xanh. Màu xanh rất là đáng yêu. Thì cũng là một chiếc Mifa của Đức. Cái này thì là em nhìn cái yên hình là nguyên bản, yên này yên da, yên này thì chắc là nguyên bản của nó. Cái này thì không biết là đời bao nhiêu hay là zin cấu tạo của nó như thế nào, thì các bác sành xe đạp thì các bác tự ấy cho em. Đấy, cái tay thì em thấy chữ Japan đây, chắc là tay này bị gãy rồi, tay chữ Japan đây. Còn về cơ bản thì cũng rất là ok. Đó, các bạn có thể nhìn kỹ. Đây, cái củ nó. Đấy, củ nó, củ của hãng Gula, vẫn DDR. Vẫn Cộng hòa Dân Chủ Đức, Cộng hòa Dân Chủ Đức. Và chiếc xe Mifa thì có thể không sánh ngang với những xe Pro, nhưng mà nó là một xe ký ức của một thời các bác đi từ thời Đông Đức về, Diamant, Ifa. Đây là những xe đặc trưng của những người đúng là dân chủ Đức. Cũng nói chung là đây là một chiếc xe kỷ niệm, gắn bó rất nhiều kỷ niệm với các bác. Vâng, xin mời quý vị và các bạn giao lưu qua số điện thoại 0388 350 888 hoặc số Zalo 0386 211 200 để sở hữu hai chiếc xe này. Xin chân thành cảm ơn.